Năm 2024 theo âm lịch sẽ là năm của loài rồng và vì thế mà Hamilton đã giới thiệu phiên bản Ventura Dragon cực kỳ độc đáo. Hãy cùng khám phá chi tiết với Đức trong video hôm nay. Trên tay Đức đang là mẫu đồng hồ mang tên Hamilton Ventura Dragon, một sản phẩm được sản xuất tại Thụy Sĩ bởi thương hiệu đồng hồ có lịch sử từ năm 1892. Hamilton được thành lập tại Mỹ và có rất nhiều ảnh hưởng trong thế giới đồng hồ. Ban đầu là yếu tố chất lượng và sự bền bỉ, được ưa chuộng bởi quân đội Mỹ và giờ họ còn nổi tiếng với cả những thiết kế khác biệt, riêng có mà Ventura là một ví dụ điển hình. Thiết kế này được ra đời vào thập niên 1950 khi mà các phong trào văn hóa mới hình thành sau Thế chiến, đặc biệt là nhạc rock and roll, một biểu tượng văn hóa đại chúng ở Mỹ với ngôi sao là Elvis Presley. Và chính ông cũng đã xuất hiện cùng một chiếc Ventura trong bộ phim ra mắt vào năm 1961 và từ đó dòng đồng hồ này trở thành một ngôi sao sáng trong thế giới của đồng hồ. Với form vỏ hình tam giác vừa đặc biệt vừa thể hiện ý chí tiên phong và đổi mới thì Ventura luôn nổi bật cho đến tận ngày nay với vô số các phiên bản được ra mắt, trong đó các mẫu Skeleton được ưa thích nhất bởi sự cá tính, độc đáo và cuốn hút. Trong phiên bản Dragon này thì nhà sản xuất đã khéo léo lồng ghép hình tượng rồng lên các khoảng trống ở phần lộ máy của mặt số. Nhìn theo phương ngang thì chúng ta có thể thấy hình ảnh đôi mắt của con rồng được khắc họa một cách rất là sắc nét, đặc biệt là nhìn trông rất uy lực. Ở trên phiên bản vỏ vàng hồng thì chúng ta sẽ có cặp mắt màu xanh, trong khi đó ở phiên bản vỏ đen thì chúng ta sẽ có cặp mắt màu đỏ. Có lẽ là vì Hamilton là một hãng đồng hồ phương Tây nên là hình ảnh rồng của hãng này thì vẫn thể hiện những đặc trưng văn hóa tương ứng. Điều này thì cũng thể hiện được ở trên bộ dây được hoàn thiện theo kiểu vảy rồng, có thể coi là độc nhất vô nhị. Nhưng dù là trong nền văn hóa nào thì rồng vẫn luôn là biểu tượng của sức mạnh, uy quyền và may mắn. Kết hợp với một thiết kế đẹp, một hoàn thiện tinh xảo cùng với một thương hiệu có cá tính riêng cũng như là truyền thống lịch sử đáng nể thì Ventura hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm đồng hồ nổi bật trong năm nay. Về bộ máy thì mẫu này sử dụng caliber H10S, chính là biến thể Skeleton của bộ máy H10, cung cấp tối đa 80 giờ chữ code, đầy đủ khả năng lên code tự động, lên code tay cũng như là hacking stop. Kích thước vỏ là 42,5 x 44,6mm nhưng lại không có tai càng nên là vẫn sẽ rất là gọn gàng, cùng với độ dày là 12,3mm nên mình nghĩ là chu vi tay khoảng 16cm trở lên là đeo phù hợp nhất. Sản phẩm hiện đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Duy Anh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì bên mình cũng có dịch vụ giao hàng toàn quốc, sản phẩm chính hãng và đầy đủ chế độ bảo hành tại hãng mà chỉ đồng hồ thật mới có. Đức và Duy Anh luôn rất mong được đón tiếp các bạn. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.